cô Tí ở nhà suốt ngày múa lần, hôm nay vào đây gặp ngay đội múa lần. Đầu tiên bắt gạo này, có rồng luôn này. Hôm nay là đây là khai trương. Xin cảm ơn tất cả quý vị, chúng ta đang được thưởng thức chương trình múa lần cảnh sát và cấp của Quảng Nam Tổng Thị Hồ Hội An. Để chào mừng cho chương trình khai trương tập huấn lý vé máy bay nội địa và quốc tế Quốc Hương và Cơ Bộ. Và xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều và xin kính mời tất cả quý vị cũng như gia đình chúng ta sẽ cùng dùng nước và chung vui cũng như để cho chương trình khai trương của Quốc Hương Cơ Bộ tối hôm nay những lời chúc tốt đẹp, và chúng ta sẽ tiếp tục thưởng thức những cây điều lăng đẹp mắt và chuyên nghiệp đẳng cấp của Tổng Công ty Hồ Hội An. Xin cảm ơn rất nhiều. Thank you.
tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục thưởng thức chương trình Bố Lân. Thank you.
xem một lần đấy. Xin cảm ơn rất nhiều. Bye bye. Nói là thấy còn cảm ơn Hồ mỗi ngày như long như thế. Cảm ơn. Về thôi. Về rồi các bạn. Tắt hết cả đường. Xin cảm ơn hai bên đường. Thôi, cái nhỏ. Thôi chào các bạn nha. Hẹn các bạn ở video sau nha.